À nghĩa là mình ăn hải sản này nọ, mình mua cho mình đến là mình dạ, mình nấu, mình chế biến ở đây. Mình nấu những món mà không có mùi anh. À không có mùi, nấu không có mùi. Còn cái này để làm cái gì chị? Đâu rồi mình không thích nằm ngồi vui. Mình ngồi và mình cho giải trí thôi. Hôm nay là mình sẽ quay cho bạn coi thử villa là 12 triệu, 13 triệu một đêm là như thế nào đó. Bây giờ mình sẽ qua đó khám phá thử trong đó nội thất có cái gì. Mà 12, 13 triệu một đêm luôn các bạn. Đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua đó mình khám phá thôi. Bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn, mình sẽ review với bạn rất là chi tiết là bên đó có cái gì. Tới 12, 13 triệu. Ok các bạn, đây là chị này sẽ là hướng dẫn mình đi qua bên villa đúng không chị? Dạ đúng chị, tên gì chị? Em tên Lan ạ. Chị tên Lan, nó dễ xưng hô các bạn. Bây giờ từ đây qua đó xa không chị? Cũng không xa lắm anh, mình xuống sảnh đợi xe cho em đó rồi anh. À xuống sảnh, giờ mình xuống sảnh mình đợi xe qua đó các bạn. Dạ. Ủa sao nãy em đi lên bên kia mà giờ em mới đi xuống ở này? Đi bên này luôn, đi bên này cũng được không sao. Xuống này cũng xuống một sảnh thôi. Xuống một sảnh, này nó rộng lắm bạn. Đây mình mang dép của khách sạn đâu bạn. Mang dép sạn đi sao không chị? Ở còn số 42 luôn nữa bạn. Quên gỡ mạng. Lên để gỡ cái mạng ra. Đấy mà. Sao ngoài đây lót thảm em đi trong phòng em nữa hả? Không có lót thảm gì. Trong phòng lót sẽ bữa anh lỡ ví dụ mày hút thuốc hay gì đó tàn thuốc nó xuống. À là phòng nó không thuốc được hả chị? Mà bạn công hút thuốc được anh. À hèn gì mà công hút thuốc được. Trời ơi ngoài đây đi mà nhìn êm luôn. Bả dép lại đi cho nó êm luôn á. Tầng 1. Ủa mình không có tầng G hả chị? À, không, tầng G là bà đổ xe mà bên đâu đâu phải đổ xe. À, nhưng mà mình đâu bấm xuống được đâu. Đúng không có. À, main lobby. Em vẫn thắc mắc là lobby nghĩa là gì vậy? Lobby nghĩa là sảnh anh, còn main là chính, còn main là sảnh chính. À, em cứ tưởng là nó là con tôm hùm nhé. Thì nó cũng cái từ nó tôm hùm còn thêm từ nữa. À, xem. À, này em cứ ngồi thắc mắc. À. Ở bên này. Ừ. Đây mình hướng dẫn bạn chi tiết ở bên villa. Bạn nào chưa ký kênh nha, ký nha bạn, đi theo chị Lan. Ôi chắc ai để quên bóp rồi chị. Này ai để quên bóp rồi. Ồ, để quên bóp rồi. Đó mà, bạn nào mà tại mình quay video các bạn à, mình nó trả lại chứ bình thường là mình không trả lại đâu, mình coi nó có tiền sao vậy, mình trả mình thấy tiếc các bạn. Tự nhiên xuống lần chú bóp. Trời ủa quá. Villa các bạn đứng chờ đây nha. Dù gì nó cũng có dịch vụ hồ bơi ở dưới rồi sợ mấy biển gì mà tới cái căn này rồi. À đây là cái căn mình sẽ tham quan căn này nữa bạn. 4115. Ờ này. Đây là villa mà có đỏ hồi trước mình. Cái vườn. Dạ. Dạ em ơi. Dạ. Cái này có luôn nước à? Có luôn nước. Nhiều khi mình tắm biển về cái chân mình có cát á rồi mình dạ. Tối ở đây luôn rồi. Ồ, thấy không các bạn? Trời ơi, đẹp không? Có cái ớt rồi nữa chứ. Mỗi lần vô cái chị hỏi cái ai em không chị bấm chuông. Đó, nó ngoài. Đây phòng villa đó các bạn. Đây là căn phòng ngủ bên. Có giấy cái đâu đâu các bạn. Dạ, chị bà không sao hết. Căn này này cũng vừa dọn hết anh. À, ủa lúc nào có cái sẵn. Dạ, mấy cái này là decor thôi. Cái này là đồ trang trí thôi anh. À, đồ trang trí hẹn mình nữa. Đây là căn nhà mẫu hả? À, nhà mẫu các bạn. Ồ. Nghĩa là nhưng mà bình thường là có như vậy không vậy? Bình thường là không có hai cái bếp. À à, đây là mẫu là mình biết là cái bàn tiệc đó chị đúng không? Dạ. À, đây là cái quầy bếp nè.
mình sử dụng thì mình có thể gọi phía một nhân viên sẽ hỗ trợ mình cách sử dụng. À, nghĩa là mình ăn hải sản này nọ, mình mua mình đến mình nấu, mình chế biến ở đây. Mình nấu những món mà không có mùi anh. À, không có mùi, nó không có mùi. Là ở đây. Cái máy này là máy hút bụi. Dạ, máy hút. À. Ôi, cái này có gì nữa? À, cái này là để ly và ly chia tách chén phục vụ khách. Ly tách chén thì khách có nhu cầu. À. Còn máy này là cà phê rồi này nọ. Mình nấu nó sẵn luôn thôi chị. Dạ, cà phê này có sẵn miễn phí nhé. À. Ui. Cái này cũng trang trí luôn hả chị? Dạ. Nhiệt kế. Nhiệt kế. Dạ. Tủ lạnh. Ồ, rồi tủ lạnh trong đây là phục vụ nước. Cũng như là ở tại mấy căn ở khách sạn cũng là nước miễn phí ngày đầu. À, nước miễn phí ngày đầu. Dạ. Còn mấy ngày sau mới tính phí đúng không? Dạ. Dạ. Ôi, rộng quá bạn ơi. Ồ. Đây, hồ bơi. Để em ta sẽ thấy hồ bơi này. Ồ, cho cái tivi này coi như bên đi chị. Đây là 56 inch. Trời, nguyên cái tivi bự vậy bé luôn. Đó. Nguyên bộ salon luôn các bạn. Này chắc khổ. Chắc này ở đây mới tầm 5 người được không anh? Dạ hơn. Căn này là 4 phòng ngủ đúng không? Là 4 phòng ngủ anh. Mỗi phòng ở được 2 người đó. À. 8 người, đây là 8 người các bạn. 8 người vào phòng này là bao nhiêu tiền chị? Phòng này thì tùy giá từng thời điểm mà anh cũng phải tầm hơn 10 triệu. Ờ, giờ 8 người thấp điểm. Vậy là 8 người tính 2 người có 1 triệu mấy à? Không, em nghĩ là cái thấp điểm thì cũng 10 triệu chứ còn khi mà cao điểm thì 20 hay mấy triệu. À, cao điểm là 20 hay mấy triệu. Cái đây anh có thể dòm mà nó gần như 2 view luôn. 2 view. Dạ, anh xem xong vừa đi tới chút xíu là nhìn qua có thể thấy chật chật sân gôi và thấy biển luôn. Ồ. Dạ. Hôm qua này sâu không anh? Đây là 1m2 nha, 1m26 anh. Cái xoài này bữa nó có trái của anh. Dạ có, bắt trái có trái hết. Nhưng mà mình hái mình ăn có bị gì không? Dạ được. Ôi. Dạ. Xoài có trái là hái được ăn được luôn nha các bạn. Đẹp hết chó. Ờ. Nhìn được cái view qua bên kia. Còn nguyên cái khu này là mình được sử dụng để làm cái gì ra thường á? Thường thường thì như những nhóm bạn hoặc là gia đình thì có thể ăn tiệc là một cái bun bạc ti nhỏ nhỏ gì ở đây anh. Bun bạc ti á bạn. Dạ. Này biết 26 được lại hồ này là bạn mình không biết bơi mình nhúng người xuống đây thì ok. Ok giờ mình sẽ vô trong này mình tham quan rồi không biết không để các bạn. Mình sai luôn. Vô đi tổng thể. Tối là bậy quạ vô đây là nhậu nhẹt luôn. Ok luôn hả? Nhậu nhẹt bê tha xả rồi nè. Đây là đèn trang trí lãng mạn rồi đó bạn. Đó. Thấy không? Căng thẳng. Bây giờ mình vô phòng này mình coi thử giúp mày mà. Ôi nói gì này nè. Vô kiểu gì thấy có cái tủ rồi nè. À, tủ quần áo. À. Đây cũng tủ quần áo luôn các bạn. Hai tủ. Đây nhà vệ sinh nè. Tham quan nhà vệ sinh trước đi các bạn. Ồ. Bồn tắm. Tiền. Bom. Đó, không gian nè. Nhà vệ sinh có đồ xịt là mình rất là thích. Nước suối cũng đi luôn. Đó, bên chai mọi vì là to nha. Bây giờ mình qua đây là coi phòng ngủ nè. Đó, phòng ngủ nè bạn. Đây là một phòng giường lớn ạ. À, đây cái tivi. Ồ. Muốn được. Tivi phòng trong này thì nhỏ ngoài kia, ngoài bổng kia. Phòng giường lớn này mình có thể ngủ hai người lớn, một đứa em hoặc là ba người lớn cũng không vấn đề gì hả? Như vậy hả? Ngủ ba người lớn cũng được luôn, bạn ngồi cái êm không? Nó giống bên kia không? Giống bên building không vậy? Dạ, giống bên dạ, phòng tòa á. À, giống building. Còn cái này để làm cái gì chị? Đó, mình không thích nằm thì ngồi chơi mình ngồi nhà mình chơi giải trí thôi. À, ngoài chơi giải trí có tivi thôi hả? Nói chung cái tùy nhu cầu. Tùy nhu cầu của anh. Dạ. Ồ, có view đó, bạn nhìn nè. Vừa sáng mình sẽ ngồi bên này mình uống cà phê, uống trà. Cà phê, nhìn sân vườn. Đây, bạn nhìn đẹp không? Đây là cái gì đây? Điện cày nữa, trời, điện cày nhìn công phu quá vậy. Một phòng. Chỉ có mày thừa. Ở mà không phải lật lỡ mà chỉ có mười mấy triệu thôi đúng không chị? Ăn ba bữa là cho mày luôn hả chị hay sao? Ăn ba bữa thì mình ăn trong nhà hàng. À, nãy mấy cái nhà hàng mà nãy mình có giới thiệu. À, dạ dạ. Nghĩa là tùy theo giá mình cũng áp cho đây. Cũng là cái tủ quần áo thôi các bạn. Đó. Bên này nữa. Đó. Đây là hai phòng luôn rồi các bạn. Cũng vậy. Cũng nhà vệ sinh luôn vậy luôn các bạn. Đó. Không, này không có cách gì, chỉ có lên đây này có phòng master ở trên. À, à, à,
đang nghĩ là phòng cái này là đây, phòng này là hai giường nhỏ. Đây sao hai giường đơn chị? Đây là được phòng này được bao nhiêu người ở chị? Phòng này thì mỗi giường thì có thể ngủ được một người lớn, một cái chị em ạ. À, thường thường lại dành riêng cho hai đứa con. À, hai đứa con luôn. Dạ. Phân ra và nó còn nít rồi kìa. Nha. Bây giờ thì nhìn qua này luôn. Tại các bạn đi lai cái này chắc ở cái hai gia đình luôn đó chứ. Giờ mình sẽ lên phòng mà chim mắt to đi các bạn. Đúng không chị? À, hai phòng này chỉ gọi hai phòng bình thường thôi đúng không chị? Phòng này cũng là phòng chuyên, phòng thôi, là phòng này phòng kinh, phòng lớn. Phòng kinh, phòng chinh. À, giờ mình sẽ lên đây này. Ở dài hạn luôn các bạn. Đây. Ô. Mấy kia cũng là bị lè chúng mình hết luôn đúng không anh? Đây anh có thể thấy không? Đây là sân gôn. À, sân gôn. Nhiều khi cái bây giờ bên em mới anh cũng bảo thì cái nước nó đục, nó không có đẹp. Nhưng mà khi mà bình thường là nước nó trong. Ồ, bình thường là nước trong hơn lúc này hả? Nước trong xanh luôn. Trong xanh. Dạ. Bây giờ bảo mà nó đục vậy luôn á hả? Là nước trên nồi nó chảy xuống á anh. Đúng rồi. Anh có thể nhiều khi em thấy nước trời nắng nắng đẹp đẹp thì thấy khách đánh gôn lên kia. Giờ mà kia thấy biển. Hai view luôn. Trời đã, bạn công nhận chơi cái biệt thự này ở mà 8 người tính ra giờ. Em đặt trên bút tin gì thấy có 13 triệu, tầm 13 triệu mấy ngày này à. Bên kia là mình làm phải gọi lên nó mới có các bạn. Đây. Đây là phòng tắm của cái gì? Kim Mạch Tơ. Mắt to. Ồ. To vô không? Đây nữa. Mắt to. Đầy đủ. Nước nè. Tủ. To thì cái phòng này bằng cái phòng bên kia mình nói. Phòng này xin là cái phòng bên gì vậy? Ờ, gì không quên nữa. Bên kia của mình nói. Rồi. Đã không? Giờ mình mới biết luôn á. Rồi mình đi giảm cái này không có cài luôn á chị. Đây á, mình lại thấy cũng xin như phòng kia. Cái là phòng mắt tôi to hơn. Phòng này nó là, nãy giờ là 4 phòng hả chị? Dạ. 4 phòng rồi đó. Đây cũng view. Nói chung phòng này cũng có view các bạn. Phòng này cũng có view á. Đây là phòng win. Phòng này phòng win. Dạ. Win nghĩa là phòng hoàng hậu á. Hoàng hậu đúng rồi. À, phòng này phòng là hoàng hậu. À, ok. Hết chưa vậy anh? Dạ hết rồi, dạ. 4 phòng á. 4 phòng á. Đó. Cũng nhà vệ sinh vậy thôi. Đã không? Ok, mình đi xuống thôi các bạn. Tầm bàn hết rồi đó. Mình còn là cái khu gì nữa mà. Dạ. Ở đây mình đi lên thì cái mặt phòng này 4 phòng ngủ là nó để đầy đủ gì rồi đó. Thấy cái ý tưởng vậy, khi mà mình ở mình một số lượng khách là đông á thì nhiều khi bạn bè gia đình nhỏ thì mình có thể bố trí như vậy để mình làm cái một bữa tiệc gia đình. À tiệc đúng rồi, qua đây ở tiệc rồi chơi bời xả các kiểu luôn xong rồi. Còn dụng cụ chiến gì đó thì nào mình có thể nhờ nhân viên hỗ trợ này lên cho mình. À tại này đang có cái cách điện đó hả chị? Tại khu này nó tách biệt với lại đúng rồi thì nói chung là bên em chỉ set up vừa
một phần ở đó thôi, nhưng mà khi mà khách có nhu cầu sử dụng nhiều á thì bên em sẽ bố trí thêm. À mày gọi cho anh bằng gì mà anh gọi hả? Cái điện thoại bàn là anh gọi số 1 thôi. À gọi số 1 là mà rồi làm đi chiến tỉa chạy qua đây luôn. Đúng đúng rồi. Và cho mỗi phòng một cũng có điện thoại nữa anh. Nghĩa là nó chạy luôn từ trong toilet tới là mày gọi bữa bảo sao anh chạy qua được. Hay vậy? Cũng chạy qua luôn hả? Cũng gọi cho mà chạy qua luôn hả? Dạ bảo thì vẫn phải chạy, nhưng mà khi mà trước bảo đó thì đã có cái hạch di tản khách đi về lại sảnh chính. Di tản bảo di tản ok đây cũng vui các bạn. Nói chung là mình không có điều kiện ở các bạn, là mình chỉ tham quan thôi chứ mình có tiền cũng ở rồi đó. Mình chỉ ở phòng bên building thôi đó. Mình dẫn các bạn coi hết cái villa rồi, bạn nào mà thích ở villa mà đi gia đình tầm 4 người trở lên đó, hoặc là ở mà hai gia đình cũng được, hoặc là bạn bè tụ họp thì bạn nên ở villa các bạn ơi. Mình thấy lợi hơn rất là nhiều phòng và thoải mái nữa, riêng tư nữa. Còn bạn nào mà đi gồm hai người thì ở bên building đó. Mình đã review bạn rất là chi tiết cái villa này rồi, thì bạn nào thấy hay nhớ like video này, nhớ đăng ký kênh nữa, mình chia sẻ, mình sẽ review bạn cái quán lần sau hay giờ hấp dẫn hơn. Ở đây là buffet ferry không anh, nếu mà đặt phòng ở đây á? Dạ tùy gói anh. Tùy gói mà anh, tùy gói là mình có đặt buổi trưa, buổi tối hay không, hoặc là đặt chung chơi hay không. Nếu mình đặt trong gói thì giá nó sẽ rẻ hơn, nếu mình muốn trực tiếp tại khách sạn này. Nếu mà đi muốn đi thì phải kêu anh qua đưa rước đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần đi mình đang nhận có quà rước gì luôn á. Em thì bên nhân viên hành lý và hành sảnh mà đang hỗ trợ, còn tài xế thì chạy hàng ngày chạy riêng. Bây các bạn, bây giờ giờ là mình sẽ leo đây mình đi về tiếp nè. Ôi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Do thôi, đây mưa mình thích quá, ở mình thích tình đảo mùa mưa mưa này.